Cây Vạn Tuế hay còn gọi là cây chú lửa hoặc cây đuôi phượng với danh tính uy nghi cùng với sự sống mạnh liệt. Cây Vạn Tuế trong phong thủy tượng trưng cho sự kiên trì, bền bỉ để vươn đến sự thành công trong cuộc sống. Ngoài ra, cây Vạn Tuế còn tượng trưng cho sự trường thọ vĩnh cửu bởi cây có tuổi thọ rất cao. Cây Vạn Tuế thường được sử dụng để tặng cho người thân với mong muốn người thân được sống lâu đắc đại thọ. Cây Vạn Tuế còn giúp loại bỏ khí độc, cân bằng âm dương, mang lại sự bình an, hạnh phúc, công danh, thăng tiến, tài lộc dồi dào. Nếu bạn có thể nhìn thấy cây Vạn Tuế nở hoa thì bạn rất là may mắn. Các cây khác có thể nở hoa kết trái hàng năm, nhưng cây Vạn Tuế không hề có quy luật gì cả. Nó chỉ nở hoa khi nó thích. Bởi vậy, chúng ta ít khi có cơ hội gặp được hoa Vạn Tuế. Nếu gặp được, sẽ là phúc khí của bạn.